phúc lắng động lời Chúa. Thứ hai tuần 16 thường niên, Matthew chương 12 câu 38 tới câu 42. Lời Chúa: bây giờ có mấy kinh sư và mấy người Pharisêu nói với Đức Giêsu rằng: thưa thầy, chúng con muốn thấy thầy làm một dấu lạ. Người đáp: thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ, nhưng chúng sẽ không được một dấu lạ nào ngoài dấu lạ ngôn sứ Giô-na. Matthew chương 12 câu 38 tới câu 39. Câu chuyện minh họa, một trong những cuốn phim hay nhất của Sarlo và cũng có lẽ là một trong những cuốn phim hay nhất trong lịch sử điện ảnh, đó là cuốn phim có tựa đề Ánh sáng đô thị. Đó là câu chuyện tình của một gã lang thang và một cô gái bán hoa. Nàng là một cô gái mua bán hoa bên vệ đường. Một nhạc tỷ phú âm buồn ngày nào cũng dừng lại mua hoa của nàng. Ngày kia gã lang thang là chàng Sarlo cũng dừng lại mua hoa. Cô gái bán hoa tưởng là người tỷ phú, thế là giấc mộng đã sớm nở, tổ chết hai linh hồn lại với nhau. Nàng tưởng mình gặp người mơ mộng từ lâu nay. Chàng hết lòng yêu nàng, cố gắng làm việc để kiếm tiền phụ với nàng, để nàng có đủ tiền chữa bệnh, với hy vọng một ngày kia nàng sẽ thoát khỏi mù lòa. Nhưng chẳng may vì một sự ngộ nhận, chàng đã bị cảnh sát giam giữ. Sau một thời gian cầm tù, chàng được trả tự do. Chàng trở lại chỗ cũ để tìm người con gái mù, nhưng nàng không còn ở đó nữa. Nhờ tiền bạc trước kia chàng đã được cho, người con gái được chữa lành và nay đứng trong có một cửa hàng bán hoa rộng lớn hơn. Chàng đi qua đi lại nhiều lần nhưng không thể nào nhận ra nàng. Tình cờ một cánh hoa hồng rơi xuống đất, chàng nhặt lấy. Người con gái cười như nhạo báng. Chàng định bỏ đi nhưng chợt nhận ra tiếng cười, chàng quay lại. Chàng hỏi một cách nhút nhát: cô đã thấy được rồi sao? Người con gái nhận ra tiếng nói quen thuộc. Nàng từ từ nhặt chiếc hoa và gắn lên áo chàng, và nàng thốt lên trong cảm xúc: anh đấy sao? Thế là cả hai đã nhận ra nhau và họ không bao giờ rời nhau nữa. Khi điện tình yêu đã làm cho cả hai một cô gái bán hoa nhận ra nhau. Đối với Chúa cũng vậy, khi chúng ta yêu mến người, hẳn chúng ta cũng nhận ra người. Chúng ta chỉ mong Chúa làm những dấu lạ trước mắt để chúng ta tin, nhưng trong cuộc sống Chúa cho chúng ta biết bao nhiêu là phép lạ mà chúng ta không nhận ra. Vì tình yêu của chúng ta chưa lớn mạnh và chưa có kinh nghiệm sống với Chúa. Do đó, bổn phận của chúng ta hôm nay không phải là đợi phép lạ, nhưng là đọc ra những dấu lạ của Chúa. Trong mỗi biến cố, chúng ta có nhận ra đâu là điều mà Chúa muốn nói với chúng ta chưa? Sức khỏe, gia đình, công việc và những ơn lành của ban, chúng ta có nhận ra đó là do tình